Cũng như mọi khi, các con sẽ nghe cô kể câu chuyện Tôi cũng như bác. Và nếu con đã thành thạo rồi thì hãy nhắm mắt lại và nghe để con ghi nhớ. Sau đó, cô sẽ giúp các con tái hiện lại phần nội dung qua hệ thống câu hỏi để con kể lại được câu chuyện. Con chọn cách nào thì con nhé. Chúng mình bắt đầu câu chuyện này. Tôi cũng như bác. Một nhà văn già ra ga để mua vé. Ông muốn đọc bản thông báo của nhà ga nhưng lại quên mang kính nên không đọc được chữ gì. Thấy có người đứng bên cạnh, ông liền nhờ: "Phiền bác đọc giúp tôi tờ thông báo này với." Người kia buồn rầu đáp: "Xin lỗi, tôi cũng như bác thôi. Vì lúc bé không được học nên bây giờ đành chịu mù chữ." Câu chuyện kết thúc ở đây. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem vì sao có sự hiểu lầm như vậy và yếu tố hài hước ở đây là gì nhé. Nhất này, câu chuyện xảy ra ở đâu? Chắc là các con vẫn còn nhớ, câu chuyện xảy ra ở một nhà ga. Tình tiết đầu tiên của câu chuyện để chúng ta tìm hiểu, trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về các nhân vật trong chuyện. Trong câu chuyện này có mấy nhân vật? Có hai nhân vật, đó là nhà văn già ra ga mua vé và người đứng bên cạnh ông. Vì sao nhà văn không đọc được bản thông báo của nhà ga? Các con chắc vẫn còn nhớ, bởi vì ông quên không mang theo kính.